Kính thưa quý Phật tử, trong tháng 11 âm lịch này, dân tộc Việt Nam và người Phật tử Việt Nam thành kính tưởng nhớ và kỷ niệm 707 năm ngày mất của Thượng Hoàng Trần Nhân Tông. Trần Nhân Tông là một vị vua có công lớn đối với đất nước, một vị tổ khai sáng ra dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử Việt Nam. Theo sách sử thì Ngài sinh vào ngày 11 tháng 11 năm Mậu Ngọ 1258 và mất ngày mùng 1 tháng 11 năm Mậu Thân 1308. Để tưởng nhớ đến công ơn của Ngài đối với đất nước và đạo Pháp thì hôm nay Thầy sẽ nói tóm tắt tiểu sử của vua để chúng ta lấy đó làm tấm gương để noi theo tu học. Trần Nhân Tông sinh ngày 7 tháng 12 1258, còn âm lịch là ngày 11 tháng 11 năm Mậu Ngọ. Cha là vua Trần Thánh Tông, mẹ là hoàng hậu Nguyên Thánh. Sau khi sinh ra, thân tướng của Ngài sáng rực như vàng ròng, cho nên vua cha đặt tên là Kim Phật. Kim Phật là Phật vàng. Lớn lên, vua cha đặt tên là Trần Khâm. Thì Ngài rất là thông minh, học rất giỏi. Đặc biệt, Ngài rất thích nghiên cứu Phật giáo. Ngoài ra, Ngài còn giỏi cả thiên văn, lịch số, binh pháp, y thuật, vân vân. Năm 16 tuổi, vua sắc phong Hoàng Thái Tử. Khi được vua sắc phong Hoàng Thái Tử, nghĩa là người này trong tương lai sẽ lên làm vua. Và cưới vợ tên là Khâm Từ, con gái của Trần Hưng Đạo. Sau khi vua sắc phong Hoàng Thái Tử, Trần Nhân Tông không muốn và không thích, muốn nhường cái ngôi lại cho em mình là Đức Việt. Thế nhưng vua cha không bằng lòng. Thực tế mà nói, Trần Nhân Tông đã thấm nhuần tư tưởng của Phật giáo, cho nên Ngài chỉ muốn xuất gia tu học thôi, không muốn làm vua. Và một đêm nọ, Trần Nhân Tông vượt thành lên núi Yên Tử định xuất gia. Thì sáng hôm sau, vua cha được tin và ra lệnh cho toàn bộ quân sĩ đi tìm. Lúc đó Trần Nhân Tông mới suy nghĩ, bây giờ vua thì đang cần trách nhiệm của một con người đối với cha, đối với vợ, đối với đất nước. Thế là Ngài trở về hoàng cung để làm tròn bổn phận người con hiếu đối với cha, làm tròn bổn phận người chồng đối với vợ, làm tròn bổn phận người lãnh đạo đối với đất nước. Tuy sống trong hoàng cung nhưng Ngài vẫn tu học Phật Pháp và vẫn tìm được an lạc trong việc tu học của mình. Năm 20 tuổi thì vua nhường ngôi lại cho Trần Nhân Tông. Khoảng 7 năm sau, vào năm 1285, quân Nguyên Mông đó tấn công Việt Nam.
Vua Trần Nhân Tông cùng với các quan quân thời bấy giờ đã đánh tan cái đội quân Nguyên Mông. Và 3 năm sau, 1288, thì quân Nguyên Mông lại tràn qua và cũng bị thất bại. Sau khi đất nước yên bình, vào năm 1293, vua Trần Nhân Tông nhường ngôi lại cho con là Trần Anh Tông lên làm Thái Thượng Hoàng. Đến năm 1294, có sử liệu ghi là 1295, thì ngài xuất gia ở tại Vũ Lâm, Ninh Bình. Cho đến ngày mùng 1 tháng 11 năm Mậu Tuất 1308 thì ngài mất. Có sử liệu thì ghi là ngài mất vào ngày 3 tháng 11 là ngày hôm nay. Ngài thọ được 50 tuổi. Ngài mất ở Am Ngọa Vân, ở núi Yên Tử. Qua cuộc đời của vua Trần Nhân Tông, được người sau tôn vinh là vị hoàng đế anh minh, một lãnh tụ thiên tài, một vị anh hùng dân tộc và một vị tổ khai sáng dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử Việt Nam. Đó là thầy kể tóm tắt về cuộc đời của vua Trần Nhân Tông. Từ đó chúng ta có thể rút ra về mặt đóng góp cho đất nước và dân tộc. Thì như quý vị cũng được biết, vào thế kỷ thứ 13, Nguyên Mông là đội quân bách chiến bách thắng đã gây khiếp đảm cho rất nhiều nước ở Âu Á. Đoàn quân này đi tới đâu là sang bằng bình địa tới đó, chỉ có thắng thì không có thua. Thế mà năm 1258, chúng xâm chiếm Việt Nam. Lúc đó là vua Trần Thái Tông đang tại vị và chỉ huy quan quân đánh tan tác đội quân Nguyên Mông. Quý vị thấy là các vị vua, quan và quân của Việt Nam mình quá giỏi. Một đội quân hùng mạnh, bách chiến bách thắng, thế mà đến Việt Nam bị thua tơi bời. Gần 30 năm sau thì quân Nguyên Mông lại tràn qua Việt Nam xâm chiếm. Lúc đó vua Trần Nhân Tông mới lên ngôi được 7 năm, là vào 1285, thì quân Nguyên Mông xâm chiếm Việt Nam lần thứ hai, cũng bị vua Trần Nhân Tông và các quan quân đánh cho tơi bời. 3 năm sau, 1288, chúng lại kéo quân qua đánh nữa và cũng bị thua lần thứ ba. Thì phải nói, nếu thời đó vua Trần Thái Tông, vua Trần Nhân Tông mà không đánh bại đội quân Nguyên Mông này, có lẽ bây giờ chúng ta là người Trung Quốc hết rồi, chứ không còn là người Việt Nam nữa. Đây là một chiến công rất lớn của vua Trần Thái Tông cũng như vua Trần Nhân Tông, và là những người có công rất lớn đối với đất nước, với dân tộc. Vào năm 1306, vua Trần Nhân Tông còn mở mang bờ cõi về phía Nam mà không tốn một giọt máu nào. Đây là điểm đặc biệt của vua Trần Nhân Tông mà xưa nay hiếm có người làm được. Bằng cách vua đã gả công chúa Huyền Trân cho vua Chiêm là Chế Mân, thì vua Chiêm mới dâng hai châu Ô và châu Lý để làm vật sính lễ. Và như vậy
chỉ gả một cô công chúa mà lấy được hai châu. Hai châu đó sau này sáp nhập lại gọi là Thuận Hóa, về sau cho đến bây giờ là Thừa Thiên Huế. Ngài mở rộng bờ cõi đất nước Việt Nam mà không tốn một giọt máu nào. Thì qua đó chúng ta mới thấy cái công của Ngài Trần Nhân Tông rất là lớn. Thứ nhất là giữ gìn bảo vệ được đất nước khỏi tay xâm lược của quân Nguyên Mông. Thứ hai là có công mở mang bờ cõi về phía Nam mà không tốn một giọt máu nào. Đây thể hiện được vị hoàng đế anh minh, một lãnh tụ thiên tài, một vị anh hùng dân tộc. Về đạo thì sau khi nhường ngôi cho con là Trần Anh Tông và Ngài đã đi xuất gia. Sau khi xuất gia, Ngài vẫn tiếp tục việc nước, việc dân và đi hóa độ cho mọi người biết Phật Pháp. Đặc biệt là Ngài đưa cái tư tưởng cư trần lạc đạo vào với tất cả mọi người và để cho họ thấy rằng việc tu hành không có khó khăn, không có phải lên núi hay là vào rừng, ở nhà cũng tu được. Cư trần lạc đạo có nghĩa là ở đời vui đạo, ở tại thế gian này mình cũng vẫn tu được, chứ không phải vào rừng hay lên núi. Đi đâu Ngài cũng phổ biến tinh thần cư trần lạc đạo và khuyên người ta sống theo thập thiện. Và Ngài là người đã có công khai sáng dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử Việt Nam. Đặc biệt là lúc sắp mất, Ngài biết trước ngày giờ. Thông thường thì Ngài cũng đi hoằng pháp nơi đây nơi đó. Khi Ngài biết sắp sửa mãn báo thân, Ngài trở về núi Yên Tử. Vào ngày mùng 1 tháng 11 năm Mậu Thân, thì lúc đó đã khuya rồi, thì Ngài nằm trên giường hỏi thị giả tên là Bảo Sáp: bây giờ là giờ gì? Bảo Sáp thưa: bây giờ là giờ Tí. Trần Nhân Tông lúc đó đưa tay ra mở cánh cửa sổ, ngó ra ngoài trời, ngắm sao. Ngài nói: đây là giờ ta đi. Bảo Sát nghe vậy hỏi: thưa thầy, bây giờ thầy đi đâu? Lúc đó Trần Nhân Tông trả lời: tất cả pháp không sinh, tất cả pháp không diệt. Nếu hay hiểu như vậy, chư Phật thường hiện tiền, sao có chuyện đến đi. Nói xong Ngài nằm nghiêng qua bên phải theo thế sư tử và ra đi một cách nhẹ nhàng. Qua ngày hôm sau, Bảo Sát theo di chúc của Ngài liền thiêu nhục thân. Và qua hôm sau nữa, vua Trần Anh Tông quan quân được tin đi lên núi Yên Tử, và họ khóc từ dưới chân núi mà đi lên. Qua cái cuộc đời tu hành của Ngài, chúng ta thấy có một điều đặc biệt ở chỗ là Ngài biết trước ngày giờ, ra đi rất nhẹ nhàng.
Đây là điều hiếm có, rất hiếm có. Và một điều phải nói là đặc biệt nữa, Ngài di chúc lại sau khi Ngài chết thì đem thiêu liền. Một vị đệ tử là Bảo Sát, là người phải nói rằng cũng là rất bản lĩnh, phải nói là rất bản lĩnh. Cho nên một vị vua lớn của dân tộc, một vị tổ của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử mà chết ngày hôm trước, hôm sau thiêu liền. Quý vị thấy nếu đệ tử Bảo Sát này không có bản lĩnh thì không dám làm, đúng không ạ? Không dám làm. Làm vua Trần Anh Tông lên xử phạt. Biểu tại sao không chờ ta lên đây để tổ chức đám cho Thái Thượng Hoàng mà lại dám đem đi thiêu như vậy, đúng không? Nếu mà người không có bản lĩnh thì không dám làm đâu. Mà phải nói đây là một chuyện xưa nay cũng là rất hiếm. Một vị vua có công lớn đối với đất nước, một vị tổ khai sáng ra dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử, nếu mà thời buổi này thì chắc có lẽ cái đám của Ngài là không những cả nước mà cả thế giới đều biết. Mà lễ tang phải nói rằng long trọng, quốc tang chứ không phải là thường nữa. Thế nhưng Ngài chết hôm trước, hôm sau theo di chúc thiêu luôn, không làm đám, không ồn ào, không tốn kém, không có bất cứ một cái hình thức lễ nghi nào cả. Đây chúng ta nghĩ rằng đó là một điều phải nói là đặc biệt. Đặc biệt. Ngay như bình thường, thí dụ như một vị trụ trì ở một ngôi chùa lớn nào đó, mà vị đó khi mất có để di chúc lại là chôn hay thiêu liền, chưa chắc các đệ tử đã làm. Bởi vì áp lực của rất là nhiều người. Như thầy trụ trì một ngôi chùa lớn như vậy mà chết, cái là đem thiêu liền sao được, phải để đó cho mọi người đến lễ bái hoặc là thăm viếng chứ. Cho nên không thể thực hiện được. Và người đời sau tôn xưng Ngài là Đại Thánh Trần Triều Trúc Lâm Đầu Đà Tịnh Huệ Giác Hoàng Điều Ngự Tổ Phật. Và thông thường thì Ngài có tên gọi là Trúc Lâm Đại Sĩ hoặc là Hương Vân Đại Đầu Đà. Tuy là một vị vua lãnh đạo đất nước, và nhất là phải đối phó với một đội quân hùng mạnh thời bấy giờ, thế nhưng lúc nào Ngài cũng để tâm vào việc tu học. Và trong những cái khoảng thời gian sau khi đánh thắng quân Nguyên Mông, Ngài đã làm những bài thi, bài phú hoặc là ngữ lục, hoặc có những cái bài giảng. Nếu chúng ta đọc thì thấy rằng tư tưởng cũng như hiểu biết về tu học của Ngài rất là sâu sắc. Có những tư tưởng của Ngài nêu ra mà chúng ta cũng khó có thể hiểu được, thì mình mới thấy rằng đúng là một vị có trí tuệ, có sự tu tập thì mới có thể viết ra được những bài thi, bài phú sâu sắc. Trong đó có bài phú Cư Trần Lạc Đạo rất nổi tiếng. Bài phú đó có tất cả là 10 hội. Thì kết thúc hội thứ 10 có một bài kệ rất là hay. Đó là bài Cư Trần Lạc Đạo Thả Tùy Duyên. Cơ tắc san hề khốn tắc miên, gia trung hữu bảo hưu tầm mít, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Dịch là: ở đời vui đạo hãy tùy duyên, đói đến thì ăn, mệt ngủ liền. Trong nhà có báu thôi tìm kiếm,
đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền. Quá hay. Bài kệ nó thể hiện được tinh thần tự do tự tại trong việc tu hành của mình. Đọc qua bài kệ chúng ta thấy Ngài nói việc tu hành không quá gò bó, khắc khổ, ở đâu cũng có thể tu được. Phật ở trong lòng, không phải tìm ở rừng hay là ở núi. Nếu tâm chúng ta thanh tịnh thì ở đâu cũng là đạo tràng, ở đâu cũng là chỗ để cho chúng ta tu hành. Vậy thì bây giờ chúng ta thử tìm hiểu bài kệ theo chủ quan của mình. Câu thứ nhất là ở đời vui đạo hãy tùy duyên. Ở đời vui đạo, ở nhà chúng ta cũng có thể tu, cũng có thể tìm được an lạc hạnh phúc, chứ không phải vào rừng hay lên núi mới có thể tu, mới có thể tìm an lạc hạnh phúc. Cho nên câu đầu Ngài nói rất hay, cư trần lạc đạo, có nghĩa là ở đời vui đạo. Bây giờ Thầy xin hỏi quý vị, ở nhà mình có học được Phật Pháp không? Hay là phải vào rừng lên núi mới học Phật Pháp được? Ở nhà chúng ta thực hành được Phật Pháp hay không? Hay là phải vào núi rừng mới thực hành được Phật Pháp? Ở nhà chúng ta có thể thực hành lời Phật dạy có được an lạc hạnh phúc, hay là vào rừng núi mới thực hành được lời Phật dạy và có an lạc hạnh phúc? Như vậy rõ ràng rằng ở nhà chúng ta cũng học Phật Pháp, cũng thực hành lời Phật dạy, cũng có được an lạc hạnh phúc, chứ không phải vào rừng hay lên núi thì chúng ta mới học Phật Pháp, mới thực hành lời Phật dạy và mới tìm được an lạc hạnh phúc. Đối với người Phật tử chúng ta, thọ trì năm giới, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Ở nhà chúng ta có thể giữ được năm giới này, hay là vào rừng lên núi mới có thể giữ được năm giới này? Ở nhà. Bây giờ chúng ta tu theo pháp Bát Chánh Đạo, là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Như vậy ở nhà chúng ta có thể tu theo Bát Chánh Đạo, hay là vào rừng lên núi mới có thể tu theo Bát Chánh Đạo? Nếu chúng ta tu theo pháp chánh niệm tỉnh giác, có nghĩa là khi ăn biết mình ăn, khi nói biết mình nói, khi ngồi biết mình ngồi, khi đi biết mình đi, khi đứng biết mình đứng, tất cả mọi động tác mình đều có chánh niệm tỉnh giác. Như vậy ở nhà mình có thể tu theo pháp chánh niệm tỉnh giác này, hay là vào rừng lên núi mới có thể tu theo pháp chánh niệm tỉnh giác này? Ở nhà cũng có thể. Rồi bây giờ quý vị tu theo pháp môn niệm Phật, đi đứng nằm ngồi đều niệm Phật, thì ở nhà chúng ta tu theo pháp môn niệm Phật này cũng được, hay là phải vào rừng lên núi mới tu theo pháp môn niệm Phật này được? Như vậy qua đó chúng ta thấy rất rõ rằng là ở đời hay là ở nhà chúng ta vẫn học Phật Pháp, vẫn thực hành lời Phật dạy và vẫn có được an lạc hạnh phúc sau khi thực hành lời Phật dạy, chứ không nhất thiết phải vào rừng hay lên núi thì chúng ta mới tu được. Và cái tinh thần tùy duyên á hiện rất rõ ở trong cuộc đời của vua Trần Nhân Tông.
Lúc mà vừa lên hoàng thái tử thì Trần Nhân Tông trốn đi đâu? Trốn lên núi Yên Tử định xuất gia. Thế nhưng vua cha và quan quân đi tìm. Lúc đó Trần Nhân Tông nghĩ bây giờ mình phải gì? Tùy duyên, là tùy duyên là thôi bây giờ về lo bổn phận của người con, người chồng, người lãnh đạo đất nước. Đó là tùy duyên. Thế nhưng ở hoàng cung ngài có tu không? Cũng vẫn tu được. Đó là cái tinh thần tùy duyên của vua. Nếu chúng ta không biết áp dụng tinh thần tùy duyên này, một hôm nào đó mình tiếp xúc với Phật Pháp, giác ngộ muốn xuất gia, ông chồng muốn xuất gia mà bà vợ không cho, thì lúc đó làm sao? Buồn, giận, rồi gây với vợ với con, đúng không? Còn mấy bà mấy cô đó thì khi giác ngộ thì cũng muốn đi chùa, nhưng mà chồng cản không cho, không cho về thì sao? Bực tức thì gây, có bữa nào bỏ đói không? Như vậy là chúng ta không thể hiện tinh thần tùy duyên. Trước đây mình lấy vợ lấy chồng là mình đã lấy cái dây mình cột tay lại với nhau rồi. Bây giờ muốn đi đâu có dễ, đúng không? Muốn đi phải cắt cái dây đó thì mới đi được. Vậy thì mình muốn cắt á, thì phải từ từ, phải thương lượng như thế nào để cho ổng hay là bả chịu cắt. Trên thực tế khi chúng ta lấy vợ lấy chồng thì làm giấy hôn thú, mà giấy hôn thú đó là ràng buộc mình lại với nhau rồi, cột tay mình với nhau rồi. Bây giờ mình bỏ đi không phải là dễ. Nếu quý vị mà muốn vào chùa tu á, thì bây giờ giáo hội cũng có cái luật là ai có vợ có chồng rồi, khi muốn xuất gia thì phải làm giấy gì? Giấy gì? Giấy ly dị. Thì phải ly dị chứ, bây giờ hết thành vợ thành chồng thì mới tu được chứ. Nếu mà nhận ổng vô rồi mai mốt mấy bà vô kiện sao? Cái đó rõ ràng, cho nên phải ly dị. Thì lúc đó mấy thầy mới xuất gia cho mình được. Như vậy chúng ta phải có cái thời gian để thương lượng làm thế nào đó ly dị được, lúc đó mình đi tu. Thế giờ mới hiểu được Phật Pháp cái đòi đi tu liền, rồi vợ không cho hay chồng cho, cái giận hờn rồi bực bội rồi sống gây với nhau rồi không có hạnh phúc. Như vậy là chúng ta không biết tùy duyên. Có người á, đi quy y về, chồng không cho làm bàn thờ, cũng buồn, lên gặp thầy trình bày với thầy, hỏi thầy giờ làm sao. Thầy nói thì tùy duyên thôi. Bây giờ mình không có thờ Phật bằng hình bằng tượng thì mình thờ ông Phật ở đâu? Đúng rồi, trong tâm của mình đi. Mình cứ sống tốt, sống đàng hoàng, một thời gian biết đâu là do cái sống tốt, sống đàng hoàng, sống đạo đức đó mà người chồng nghĩ lại, cảm động, có thể cho mình thờ. Mà chủ yếu là ông Phật ở đâu? Ở ông Phật trong tâm mới là chính, chứ còn Phật ở ngoài thì cái chuyện đó có cũng tốt, mà không có cũng không sao. Và câu thứ hai là đói đến thì ăn, mệt ngủ liền. Đói ăn mệt ngủ là chuyện rất bình thường của con người trong cuộc sống. Thế nhưng có người đói thì không chịu ăn, mà mệt thì không chịu ngủ. Bây giờ bụng đói nhưng mà sắp mâm cơm ra không có thịt rồi không chịu ăn, rồi không có ớt cũng không chịu ăn, rồi không có xì rượu cũng không chịu ăn. Nó đói mà không chịu ăn. Còn mệt á, có chịu ngủ đâu, mệt rồi còn nằm gì?
suy nghĩ tính toán đủ thứ, chưa nói là giận người này, tức người kia, buồn người nọ là cũng ngủ được không? Không ngủ được. Ở đây á, chúng ta có thể nêu ra hai cực đoan mà mình phải tránh. Cái cực đoan thứ nhất á, là gì? Đói không ăn, mệt không ngủ. Đói không ăn là ai? Là những người tu khổ hạnh đó. Quý vị còn nhớ hồi xưa Đức Phật có thời gian tu khổ hạnh có ăn không? Đó. Cái đó là một cực đoan. Bởi vì họ nghĩ rằng tu khổ hạnh á, nhịn ăn hay là không ăn để diệt dục. Có những người á, mệt không ngủ, thức cả đêm để làm gì? Để tu, cho nó mau thành Phật. Thì như vậy, đây là một cực đoan. Cực đoan thứ hai, hay đói là ăn, mệt là ngủ. Trường hợp này coi chừng trở thành thành béo phì. Và ở ngoài thường thường người ta nói cứ ăn ngủ coi chừng thành gì? Thành heo. Học sinh ngồi trong lớp nói thôi mệt thì ngủ, thế là nằm trên bàn ngủ. Như thế là đánh mất gì? Mất tương lai. Một người chiến sĩ ở biên cương nói thôi đói ăn mệt ngủ, mệt ra vô nằm ngủ giấc, thì có nguy cơ mất gì? Mất mạng, mất thành và mất nước. Người công nhân đi làm á, đang làm thôi mệt bỏ đó nghỉ, ngủ giấc mở mắt dậy là chủ đuổi ra khỏi xưởng luôn, coi như là mất việc. Còn người tài xế đang chạy xe mà nó mệt cái ngủ thì sao? Mất lái. Mất lái thì mất gì? Mất mạng. Mà không những mất mạng mình mà mất mạng ai nữa. Biết bao nhiêu hành khách cũng chết luôn. Như vậy chúng ta đừng có hiểu cái câu đói ăn mệt ngủ này theo hai cái cực đoan đó. Đói không ăn, mệt không ngủ thì như Đức Phật gọi là dây đờn gì? Quá căng, phải không? Mà căng thì lực. Còn á, cái cực đoan thứ hai là thế mà đói thì ăn, mệt ngủ, lúc nào cũng ăn ngủ, thì cũng giống như dây đờn gì? Trùng quá thì không kêu. Như vậy chúng ta phải hiểu câu đói đến thì ăn, mệt ngủ liền. Đói ăn là tùy theo hoàn cảnh có gì ăn đó, không phải đòi hỏi cao lương mỹ vị. Vì ăn để mà sống. Mệt ngủ, ngủ để dưỡng sức, không phải có giường tốt hay phòng tốt hay máy điều hòa thì mới ngủ. Như vậy gọi là tùy duyên. Thế nhưng chúng ta cũng cần phải hiểu thêm chứ tùy duyên là tùy duyên tích cực, không phải là tùy duyên tiêu cực. Tùy duyên tích cực là sao? Thí dụ như là có gì ăn đó, ngủ sao cũng được. Ăn thì không đòi hỏi cao lương mỹ vị, ngủ không đòi hỏi chỗ êm ấm hay máy điều hòa nhà cao cửa rộng. Có xe máy thì đi xe máy, chứ không có đòi xe hơi thì mới chịu đi. Thế như vậy thì cái tùy duyên tích cực này á, là chúng ta phải biết thiểu dục tri túc. Có nghĩa là ít muốn và biết đủ. Biết tùy hoàn cảnh mà sống, không nên mong cầu quá khả năng thực tế của mình. Thực tế của mình chỉ có xe máy mà đòi xe hơi thì sao được. Còn một dạng tùy duyên tích cực nữa, thí dụ như hôm nào á, mình đang chuẩn bị đi vào nhà hàng để ăn chơi, có người rủ mình đi chùa. Lúc đó mình không đi ăn chơi nữa, mình đi chùa. Thì đó gọi là tùy duyên tích cực. Còn tùy duyên tiêu cực là sao? Thí dụ như bây giờ mình là người Phật tử tại gia giữ năm giới, trong đó có giới không uống rượu.
Rồi hôm nào đó mình đi đám cưới, đám cưới thì vô rồi nó uống ly đi, cái rồi mình cũng nghĩ thôi giữ giới không uống rượu không uống, nhưng mà nó nói ăn hơi cái thôi tùy duyên, thế là uống luôn. Cái này là tùy duyên tiêu cực. Trong năm giới đó thì có giới sát. Một hôm mà mình đi du lịch chơi với bạn bè thì nó rủ mình đi vào rừng săn bắn. Lúc đầu thì mình cũng nghĩ rằng là Phật tử tại gia giữ giới, không không sát sinh, nhưng mà vì đi chơi mà vui với nhau, bạn bè với nhau, thế là cũng đi với nó săn bắn luôn. Đó là tùy duyên. Tùy duyên này là tùy duyên tiêu cực. Hoặc là cứ đói là vô bếp lục nồi, rồi mệt là cứ leo lên giường ngủ. Tùy duyên kiểu này là không được rồi đó. Cho nên chúng ta phải biết cái chữ tùy duyên, tùy duyên như thế nào, hướng đến điều thiện, hướng đến cao thượng, hướng đến tốt đẹp, chứ không phải là tùy duyên rủ đi nhậu nó thôi cũng tùy duyên là không được, cái đó là sai. Tóm lại qua những trình bày chủ quan nêu trên, chúng ta có thể hiểu chữ tùy duyên, đói ăn mệt nghỉ, là đói ăn không đòi hỏi cao lương mỹ vị, mệt ngủ là không đòi phải có giường cao đẹp máy điều hòa. Mình không bị vướng mắc vào chuyện ăn ngon, ngủ sướng và luôn có chánh niệm trong việc ăn và ngủ. Không nên hiểu hễ cứ đói là ăn, mệt là ngủ sẽ dẫn đến béo phì, lười biếng giải đãi và sai tinh thần của tổ dạy. Đôi khi mình hiểu lầm, nghe Ngài nói đói đến thì ăn mệt ngủ liền, cả ngày lúc nào đói cũng đi kiếm đồ ăn, mệt cái là leo lên giường ngủ là chết rồi. Rồi hỏi làm sao vậy, biểu tổ Trần Nhân Tông dạy như vậy. Như vậy là oan cho Ngài. Trong nhà có báu thôi tìm kiếm. Trong Quy Sơn Cảnh Sách có một câu là bỉ ký trượng phu ngã diệt nhĩ, nghĩa là kia là bậc trượng phu, ta đây cũng cũng vậy. Ý nói là Đức Phật là Phật đã thành, chúng ta là Phật sẽ thành. Ai cũng có Phật tánh, ai cũng có khả năng thành Phật. Trong Kinh Pháp Hoa phẩm Ngũ Bá Đệ Tử Thọ Ký có một câu chuyện. Một anh nọ đến thăm người bạn. Anh này thì cũng nghèo khổ lắm. Đến nhà người bạn. Người bạn chủ nhà đãi cho anh một bữa no say. Sau đó anh ta nằm ngủ ly bì. Người bạn chủ nhà đó vì có công việc cần phải đi, trước khi đi đó người chủ nhà này cũng thương anh bạn nghèo khổ của mình, nên lấy một cái viên ngọc nhét vào trong cái chéo áo cho anh ta. Thì anh này say rồi ngủ đã đời, sau đó thức dậy không thấy chủ nhà đâu, lại tiếp tục lang thang đi ăn xin, tiếp tục một cuộc đời nghèo khổ. Một thời gian sau thì anh bạn kia gặp lại và nói: ủa sao giờ anh vẫn nghèo khổ, vẫn lang thang, vẫn ăn xin như thế này? Lúc trước á, khi tôi đi công việc có lấy cái viên ngọc nhét ở trong chéo áo cho anh đó, mà anh không biết à? Nói không, tôi không biết. Thế là bây giờ anh ta biết rồi. Thì bắt đầu từ đó anh ta trở thành gì? À, người giàu có. Câu chuyện nó hay lắm quý vị. Có nghĩa là tất cả chúng ta đều có Phật tánh, đều có cái kho báu đó mà mình không biết, mình không
kiếm chìa khóa mình mở nó ra, mà mình cứ đi đâu? Đi tìm ở bên ngoài. Bây giờ đa phần chúng ta tìm Phật ở bên ngoài chứ không tìm Phật bên trong. Có nhiều người á, thấy một cái đám mây giống giống hình Phật ấy, chụp vô xong rồi đem đi khoe rồi lên Facebook rồi nói là Phật xuất hiện. Rồi thấy những cái ánh sáng của mặt trời đó, nó chiếu rất là đẹp, rồi chụp với nó đây là hào quang của Đức Phật, xong rồi đưa lên Facebook cũng khoe cho mọi người đây là hào quang của Đức Phật. Rồi một hôm nào đó mình đi vào trong rừng á, thấy có một cái ụ mối nó đùn lên, rồi cái dáng hình giống như hình Phật. Thế là về thông báo cho bà con, cho mọi người biết Phật xuất hiện ở trong rừng. Thế là họ kéo đến rồi mua trái cây rồi bông hoa đến rồi cúng xì sụp lạy. Rồi có khi chúng ta đi lên núi cũng gặp mấy cái cục đá nó cũng giống giống hình Phật, cái bắt đầu về thông báo cho mọi người biết Phật xuất hiện ở trong núi. Thế là cũng kéo nhau đến rồi mua bông hoa cúng rồi lạy. Bây giờ thầy xin hỏi quý vị, giả sử như có Phật thiệt xuất hiện thì Đức Phật đó có giúp mình hết khổ, có cho mình thành Phật được không? Đâu có cho được cái gì đó. Thế nhưng mà có cái điều lạ là hình như ai cũng vậy đó, cứ thấy cái gì giống giống cái nói Phật Phật hiện. Mà Phật hiện đó thì có lợi ích gì đâu? Không có lợi ích gì hết. Mà Phật hiện đó giờ có hiện thiệt đi nữa cũng không cho mình thành Phật được, cũng không giúp mình hết khổ được. Phật chỉ là một vị thầy chỉ đường cho chúng ta. Đi hay không, đến đích hay không là do mình. Phật là một vị thầy thuốc giỏi, biết bệnh cho thuốc. Hết bệnh hay không là do mình có chịu uống thuốc hay không, chứ không phải là do ông thầy thuốc. Cho nên trong kinh Pháp Cú có dạy là chính ta làm cho ta trong sạch, chính ta làm cho ta ô nhiễm. Trong sạch hay ô nhiễm cũng là do chính ta. Trong kinh Kim Cang có câu cũng rất hay: nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Nếu dùng sắc để thấy ta, dùng âm thanh để cầu ta, người đó hành tà đạo, không thể thấy Như Lai. Chúng ta tìm ông Phật ở bên ngoài thì không bao giờ thấy đâu, mà có thấy đi nữa thì chúng ta cũng chẳng được cái gì. Và Lục Tổ Huệ Năng cũng có nói một câu rất hay: Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác, ly thế mít bồ đề, kháp như cầu thố giác. Nghĩa là Phật pháp ở tại thế gian, không lìa thế gian để tìm giác ngộ. Lìa cái cõi đời này mà đi tìm Phật giống như là tìm sừng thỏ. Xin hỏi quý vị, con thỏ có sừng không? Không có sừng. Như vậy mình đi tìm sừng thỏ thì có không? Thì không thể có. Và tổ cũng nêu cái câu sừng thỏ này để nói cho chúng ta biết rằng Phật không có ở trong rừng, trong trong núi. Đi vào núi, vào rừng tìm Phật có không? Đi vào chùa tìm Phật có không? Có không? Vào chùa tìm Phật thì cũng có, nhưng mà Phật đó là Phật xi măng, Phật bằng gỗ, Phật bằng đồng, Phật bằng composite, đúng không?
Chứ còn ông Phật thật thì ở đâu? Ở trong tâm mình á, chứ không phải là ông Phật ở trên bàn thờ mà chúng ta đang thờ đâu. Như vậy chúng ta không thể tìm Phật ở bên ngoài, mà mình phải quay lại bên trong. Cho nên cái câu Tổ Trúc Lâm dạy đó là: trong nhà có báu thôi tìm kiếm. Phật ở trong nhà mình tìm ở đâu? Tổ dạy chúng ta mỗi người đều có sẵn Phật tính ở trong mình. Ví như trong nhà có một cái kho báu, nếu chúng ta biết cách mở kho báu đó ra thì sẽ là người giàu nhất ở thế gian này. Nếu ta biết quay về bên trong tìm Phật thì một ngày nào đó sẽ thấy Phật hiện tiền. Phật chính là ta, ta chính là Phật, không cần gì phải tìm ở đâu xa cả. Câu thứ tư là: đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền. Xin hỏi quý vị, tại sao chúng ta uống thuốc? Vì có bệnh. Tại sao chúng ta tu thiền? Là vì tâm vọng tưởng điên đảo chấp trước, đúng không? Nếu thân mình khỏe mạnh có cần uống thuốc không? Nếu tâm mình không có vọng tưởng điên đảo chấp trước thì có cần tu thiền nữa không? Không cần. Cho nên Ngài nói rất hay: đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền. Có nghĩa là khi mắt mình thấy sắc, tai mình nghe tiếng, mà mình không có bị dính mắt, không có vọng tưởng điên đảo thì cần gì mà phải tu thiền nữa. Cho nên Lục Tổ Huệ Năng có giải thích hai chữ thiền định rất là hay. Chúng ta phải hiểu rõ cái cốt lõi của thiền định là như thế nào. Ngoài không nhiễm cảnh là thiền, trong không rối loạn là định. Câu giải thích này phải nói rằng quá hay. Thiền định là như vậy, ngoài không nhiễm cảnh là thiền. Có nghĩa là khi sáu căn mình, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý tiếp xúc với sáu trần là sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, tâm mình không dính mắc, không ô nhiễm thì gọi là thiền. Nhớ nha. Rồi khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần mà mình không bị loạn, không bị vọng thì đó gọi là định. Thiền định là như vậy, chứ không phải là ngồi nhắm mắt, hoặc là bỏ vào rừng, lên núi ngồi mới là thiền đâu. Lâu nay chúng ta cứ nghĩ thiền là phải ngồi nhắm mắt, hoặc là đi lên rừng, lên núi. Cái đó cũng là thiền, nhưng là thiền sơ cơ, thiền tránh duyên. Thí dụ như mình ngồi nhắm mắt thiền, khi mình mở mắt ra thì thấy sắc mê, thấy tiền thì ham, rồi nghe ai nói đụng tới mình thì giận, tức, phiền não. Thiền như vậy á, 100 năm hay 100 kiếp thì cũng không thể đắc đạo được đâu. Như vậy thì chúng ta cứ thử tưởng tượng một cái hồ nước, muốn mặt trăng nó hiện xuống đáy hồ thì phải làm sao? Thì cái hồ đó phải trong, đúng không? Mình á, để yên lặng chừng 1-2 tiếng xong rồi mình quậy tiếp, có khi nào trong không? Không. Mà muốn trong thì phải để lặng yên, đừng có quậy nữa thì mới hy vọng là trong. Mà khi trong á, thì trăng nó mới hiện. Tâm của mình cũng vậy. Bây giờ quý vị ngồi thiền, ngồi thiền có 1-2 tiếng đồng hồ nhắm mắt, nhưng mà khi mở mắt thì đụng đâu nhiễm đó, thấy sắc rồi mê sắc, thấy tiền thì ham tiền, thấy ăn thì cũng muốn, thấy ngủ thì cũng ham, rồi á nghe người ta nói cái gì để đụng chạm cái là sân lên,
Thì giống như là cái hồ nước mà cứ quậy tơi bời như vậy thì làm sao mà trong? Mà không trong thì không thể thấy được cái mặt trăng ở dưới đáy hồ. Cũng như thế, tâm của chúng ta mà không thanh tịnh thì không bao giờ Phật tánh của mình hiển hiện được. Vậy thì ở đây á, theo Tổ Trúc Lâm Đại Sĩ á, cái câu là đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền, thì chúng ta thấy rất là rõ là khi sáu căn của mình, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, tiếp xúc với sáu trần là sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp mà mình không nhiễm, vô tâm mà, đối cảnh vô tâm có nghĩa là mình không bị nhiễm, thì chẳng cần gì phải hỏi thiền. Như vừa nãy thầy nói, sở dĩ mình uống thuốc là sao? Là có bệnh. Sở dĩ mình thiền là sao? Là do mình vọng niệm điên đảo. Nhưng mà bây giờ tâm mình thanh tịnh rồi thì có cần gì phải thiền nữa không? Không. Sáu căn đối với sáu trần mà mình không có nhiễm, không có loạn thì chẳng có cần gì phải thiền nữa cả. Nhưng mà xin thưa với quý vị, có dễ không? Khó lắm. Cái tinh thần á, thì tổ dạy chúng ta như vậy để cho mình thấy cái việc tu á, nó không có khó. Không phải bỏ vào rừng, vào núi, không phải tìm Phật ở đâu hết á, Phật ở trong tâm. Thế nhưng mà xin thưa với quý vị, nghe cái bài kệ này thì rất là hay, tưởng chừng như là dễ thực hành, nhưng mà khó lắm chứ không phải dễ đâu. Khó lắm. Hai cái câu cuối quý vị thấy không? Trong nhà có báu thôi tìm kiếm, đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền. Trong nhà có báu có nghĩa là trong mình có Phật nè, đừng có tìm ông Phật bên ngoài. Nhưng mà bây giờ thì mình lại cứ hay thích tìm ở bên ngoài, tìm Phật độ cho con cái này, độ cho con cái kia, xin đủ thứ hết. Rồi đối cảnh vô tâm, câu này lại hoàn toàn phải nói rằng là cực kỳ khó, chứ không phải dễ đâu. Mình đó là đối cảnh đâu là dính mắt đó liền, mắt thấy sắc là dính liền, tai nghe người ta nói cái gì á mà nó khổ, cái không phải là người ta nói nghe lỗ tai mình đâu, người ta nói ở xa xa kia kìa cũng ngóng ngóng lỗ tai để nghe xem có nói xấu mình hay không. Mà khi mà thấy người ta nói xấu thì sao? Họ lại phiền não, lại buồn, giận, khổ. Người ta nói thì kệ người ta đi, còn ráng ngóng nghe xem có phải người ta nói xấu mình không, để rồi mình lại phiền não, mình giận nữa chứ. Đó, nó là như vậy. Cho nên á, thấy thì dễ quá, ngài nói hay quá. Đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền. Không cần gì phải thiền, không cần gì phải tu hết á. Nhưng mà để đạt được như vậy thì thật ra là mình cũng phải tu thì mới đối cảnh vô tâm được. Thì tóm lại, cái bài kệ Cư Trần Lạc Đạo của Tổ Trúc Lâm Đại Sĩ đã nói lên tinh thần tu hành nhập thế tích cực. Việc tu hành có được an lạc hạnh phúc không phải tìm ở trong rừng hay trên núi, mà ngay tại cuộc sống đời thường của mình. Đó chính là biết tùy duyên. Tùy duyên mà sống, tùy duyên mà tu, đói ăn mệt ngủ trong chánh niệm tỉnh giác. Rồi chúng ta còn tùy hoàn cảnh sống thực tế của mình, không mong cầu quá mức, biết thiểu dục tri trì túc. Phật ở trong tâm, không nhọc công phải đi tìm ông Phật ở bên ngoài. Tin tưởng cái khả năng của chính mình, không mong cầu tha lực. Chính ta làm cho ta trong sạch, chính ta làm cho ta ô nhiễm, không ai làm cho mình trong sạch hay ô nhiễm. Nếu sáu căn mà đối với sáu trần không dính mắc, không vọng tưởng điên đảo, đó chính là thiền. Nắm được tinh thần ở trần vui đạo hãy tùy duyên của Tổ Trúc Lâm Đại Sĩ thì việc tu hành của chúng ta ở đâu cũng được, không nhọc công phải vào rừng hay lên núi tu hành
tìm Phật. Qua bài kệ này thì chúng ta thấy nó đã có một cái sức ảnh hưởng rất lớn đối với thời đại của Ngài. Vì thời đại của Ngài như chúng ta đã biết đó, là quân Nguyên Mông nó cứ hăm he, nó xâm chiếm. Nếu mà ai đi tu cũng vào rừng, vào núi thì mất nước. Mất nước. Cho nên Ngài phải dùng cái tinh thần là cư trần lạc đạo. Thời đó, xin thưa với quý vị nghe, từ vua đến quan đến dân ai cũng biết Phật Pháp. Thời của vua Trần Nhân Tông là thời của Phật giáo. Và tất cả mọi người hình như là Phật tử. Cho nên cái tư tưởng này giúp cho dân tộc có thêm cái sức mạnh để chiến đấu và chiến thắng với giặc ngoại xâm. Bởi vì Ngài nêu lên cái tinh thần là cư trần lạc đạo, ở đời, ở nhà cũng có thể tu được, chứ không phải là chỉ vào rừng, vào núi mới tu được. Thì ai cũng tu được, ai cũng có trách nhiệm đối với bản thân, đối với gia đình, đối với xã hội, đối với đất nước. Và quý vị biết thời của vua Trần Nhân Tông đó, có rất nhiều thiền sư, mà thiền sư không phải là xuất gia đâu, mà là cư sĩ. Cư sĩ mà là thiền sư rất là giỏi. Như Tuệ Trung Thượng Sĩ là thầy của Trần Nhân Tông, cũng là cư sĩ. Thời đó cư sĩ thiền sư rất nhiều, bởi vì họ thấm nhuần được cái tư tưởng cư trần lạc đạo. Ở đời chúng ta vẫn tu được, chứ không phải lên rừng lên núi tìm Phật. Qua đó chúng ta nên áp dụng bài kệ cư trần lạc đạo này vào trong cuộc sống tu hành của mình. Và chúng ta phải biết tùy duyên. Lúc nào chúng ta đủ duyên thì muốn đi xuất gia thì đi. Còn chưa đủ duyên thì ở nhà ráng lo bổn phận trách nhiệm của mình. Chứ đừng có ở nhà ngồi đó thôi, bà muốn làm gì làm, tôi ngồi tôi niệm Phật. Thì cái đó là chúng ta không biết tùy duyên. Làm như thế là chúng ta phá nát cái hạnh phúc gia đình của mình. Cho nên biết tùy duyên như vua Trần Nhân Tông lên núi định xuất gia, vua cha và quan quân dân mong cầu đi về để lo cho dân do nước thì vua về. Đó là tùy duyên đó. Trước khi dứt lời cũng xin thành tâm cầu nguyện tam bảo gia hộ cho quý Phật tử và gia quyến luôn an vui hạnh phúc và tinh tấn trên con đường tu học Phật Pháp.